chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương mục công đoàn của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Thưa quý vị và các bạn, nghe công nhân nói với công nhân là một diễn đàn nhằm hướng đến xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, đồng thời là hình thức đổi mới công tác truyền thông của tổ chức công đoàn trong giai đoạn hội nhập và phát triển. Trong không khí thân mật và cởi mở, buổi đối thoại giữa công nhân lao động, cán bộ công đoàn, người sử dụng lao động và cả cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh tại khu công nghiệp Phú Bài đã tập trung vào nhóm các vấn đề chính như chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trong đó tập trung vào các vấn đề giải quyết chế độ nghỉ việc, chế độ thai sản, lương hưu, đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Các câu hỏi đã được tổ tư vấn trả lời trực tiếp, giúp người lao động cũng như người sử dụng lao động hiểu đúng và thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động. Hiện nay, tình hình việc làm và đời sống của đoàn viên, công nhân lao động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định. Hầu hết các đơn vị trực thuộc công đoàn khu kinh tế, công nghiệp tỉnh đều thực hiện tổ chức ăn giữa ca tại nhà máy cho người lao động với mức từ 15 đến 20.000 đồng một suất. Chủ doanh nghiệp, các công đoàn cơ sở trực thuộc có sự chuyển biến tích cực, quan tâm đến việc đảm bảo các quyền lợi cho đoàn viên và người lao động, góp phần quan trọng trong củng cố mối quan hệ lao động, tạo sự tin tưởng gắn bó giữa người lao động với doanh nghiệp và tổ chức công đoàn. Tuy vậy, tính đến cuối tháng 9 năm 2019, vẫn còn hơn 1.300 doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội trên một tháng, với số tiền hơn 170 tỷ đồng, ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động khi ốm. Bên cạnh đó, việc thực hiện quy chế dân chủ và đối thoại định kỳ tại nơi làm việc vẫn chưa được thực hiện nghiêm túc. Hôm nay thì em đại diện cho những đoàn viên, những bạn công nhân của RBI đem đến có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là một số bạn thì đang rất là bức xúc trong cái quá trình đi xe buýt, là hiện tại là những người bạn mà đi về ca đêm thì mình xe buýt đó là có một số lần là họ sẽ không về đưa đón, và nhận đến là họ sẽ không có xe đưa đón lên, và cũng có một số ngày á là xe hỏng hay là giữa đường, nhưng mà bạn cũng có xe để về công ty và bạn phải đứng chờ giữa đường. Với hơn 16.000 đoàn viên công đoàn, diễn đàn nghe công nhân nói với công nhân của công đoàn khu kinh tế công nghiệp tỉnh là dịp công đoàn cấp trên lắng nghe tiếng nói từ cơ sở một cách trực tiếp, chân thực nhất. Công nhân lao động có thể phản ánh tình hình đời sống, việc làm, hỏi đáp về chế độ chính sách pháp luật lao động qua đường dây nóng của công đoàn, qua văn phòng tư vấn pháp luật công đoàn, qua Facebook Công đoàn Huế, Fanpage Công đoàn Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, diễn đàn nghe công nhân nói với công nhân là hoạt động được công nhân lao động chờ đợi, mong muốn nhất. Vì ở đó, người lao động được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, hợp pháp, chính đáng của mình và được các cơ quan chức năng phản hồi nhanh. Hôm nay là định về diễn đàn là nghe công nhân nói, gọi công nhân nghe. Thì tâm tư, cả nguyện vọng của các doanh nghiệp đến tham dự đây là thể hiện từ ý kiến của người lao động và các đoàn viên của các doanh nghiệp. Thì mong muốn những câu hỏi mà các doanh nghiệp và các đoàn viên nêu ra thì các cán bộ của lãnh đạo cấp trên có thẩm quyền thì có hướng giải quyết để cho người lao động tham gia sản xuất ở các công ty, các doanh nghiệp, ở các khu công nghiệp để cho người lao động yên tâm làm việc. Tiếng nói của công nhân lao động được phản ánh trực tiếp với các ban ngành chức năng, được lắng nghe và giải đáp. Tiếng nói từ cơ sở của công nhân lao động là chất liệu để tổ chức công đoàn đổi mới nội dung và hình thức hoạt động. Phương thức hoạt động công đoàn chuyển từ tuyên truyền sang truyền thông từ sự đối thoại này. Công đoàn các cấp đã khuyến khích người lao động trao đổi các vấn đề còn khó khăn vướng mắc ở cơ sở. Đồng thời, thông qua diễn đàn, các cấp công đoàn trong tỉnh đã truyền thông về pháp luật lao động, chế độ chính sách và các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước. Qua cái diễn đàn hôm nay được tổ tư vấn của Bảo hiểm xã hội là tư vấn rõ và kết nối được giữa con người lao động và giữa doanh nghiệp là có qua những cái thông tin điện tử của bảo hiểm cấp cho những người đang hiện tại đang đóng và chưa kịp đóng theo cái số thì nên liên hệ với bảo hiểm để lấy cái mã số của cái sổ bảo hiểm để mình có thể biết là mình được đóng hay là chưa, để sau đó quyền lợi của mình sẽ được bảo hiểm lo trong hơn. Nghe công nhân nói với công nhân là diễn đàn để công đoàn, doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước lắng nghe ý kiến từ cơ sở, qua đó có sự điều chỉnh và chăm lo, nâng cao đời sống công nhân lao động. Ông Trần Hữu Cáo, Chủ tịch Công đoàn các khu kinh tế, công nghiệp tỉnh đánh giá cao kết quả, ý nghĩa tổ chức diễn đàn. Đây là hoạt động thường xuyên định kỳ của Công đoàn các khu kinh tế, công nghiệp. Với sự hỗ trợ của Ban Chính sách Pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động Thương binh xã hội tỉnh. Đây là một diễn đàn hàng năm chúng tôi tổ chức và thấy rằng là
qua cái kết quả này á, là công nhân người ta được nêu ra những câu hỏi trực tiếp, những cái thắc mắc thì được các cái ban ngành chuyên môn có liên quan người ta trả lời rất là rõ ràng cụ thể. Mà tôi nghĩ đây là những cái bài học có tính chất là trực quan sinh động nhất. Và một câu hỏi nêu ra thì hàng trăm người và có sức lan tỏa là đến hàng nghìn người họ được hiểu được cái chế độ chính sách của pháp luật đã quy định đến quyền lợi hợp pháp chính đáng có liên quan đến người lao động. Thưa quý vị và các bạn, từ chương trình điều ước đoàn viên, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện A Lưới đã vận động các mạnh thường quân, các cấp công đoàn hỗ trợ kinh phí để xây dựng nhiều mái ấm công đoàn cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là ở vùng sâu vùng xa như huyện A Lưới. Với tinh thần đó, vừa qua Liên đoàn Lao động huyện A Lưới tổ chức khánh thành mái ấm công đoàn cho gia đình anh Lê Văn Sao, đoàn viên công đoàn trường mầm non Hồng Hà. Đây là ngôi nhà mà gia đình anh Lê Văn Sao và chị Hồ Thị Theo cùng hai người con sinh sống. Gọi là nhà, chứ thật sự đây là hoàn cảnh hết sức đáng thương. Toàn bộ sinh hoạt ăn ở của hai vợ chồng và việc học tập của các con đều tóm gọn trong không gian tạm bợ nhỏ bé này. Bản thân anh Sao là lao động chính làm công việc bảo vệ ở trường mầm non Hồng Hà, một mình nuôi vợ và hai con nhỏ, hoàn cảnh hết sức khó khăn. Phần nào đó cũng có mẹ em công đoàn, nhưng cũng vay mượn chút ít, chung là cùng một ít của ngân hàng làm thêm, còn về nhà thì mình nói chung là tự làm ấy. Về hoàn cảnh gia đình thì nhà ở là rất chi là quan trọng. Từ khi có mái ấm công đoàn của trường quan tâm cũng như là lãnh đạo cấp trên thì đến nay hai gia đình đã có nhà để mà ở. Thấu hiểu được hoàn cảnh hết sức khó khăn và tình cấp thiết về việc hỗ trợ kịp thời một ngôi nhà kiên cố để gia đình anh Sao ổn định nơi ăn chỗ ở trong thời điểm mùa mưa bão đang đến gần. Từ nguồn quỹ mái ấm công đoàn của Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động huyện A Lưới đã trao 30 triệu đồng góp một phần kinh phí hỗ trợ anh Sao xây mới nhà thay cho nơi ở đã xuống cấp trước đây. Bên cạnh đó, chương trình điều ước đoàn viên của Liên đoàn Lao động cũng kết nối với nhà hảo tâm hỗ trợ thêm cho gia đình 14 triệu đồng. Ngoài ra, về phía Liên đoàn Lao động huyện cũng tìm và hỗ trợ các nguồn vay ưu đãi để có thể giúp gia đình anh có đủ điều kiện để từng bước hoàn thiện ngôi nhà. Và trường hợp của anh này thì trường cũng đã đề nghị 2-3 năm, nhưng mà vì lý do trên địa bàn huyện cũng còn rất là nhiều cái trường hợp khó khăn như vậy. Năm nay thì Liên đoàn tỉnh đã hỗ trợ cho 30 triệu để xây dựng nhà mái ấm. Đồng thời khi mà hôm lễ khởi công thì các đồng chí ở Liên đoàn tỉnh tiếp cận và nắm bắt thêm thì biết cái hoàn cảnh gia đình anh rất khó khăn, cho nên là đã vận động thêm các nhà tài trợ. Ngoài 30 triệu để hỗ trợ làm nhà thì các nhà tài trợ cũng đã hỗ trợ thêm 14 triệu để phụ thêm. Ngoài ra thì Liên đoàn Lao động huyện cũng cho vay vốn ưu đãi của quỹ trợ vốn của Liên đoàn tỉnh một suất 20 triệu. Bên cạnh đó thì trường mầm non Hồng Hạ, thầy cô giáo trong trường cũng như là phía đảng ủy thì cũng tạo điều kiện, ví dụ như là tạo điều kiện về thời gian để thi công nhà, là những cái vật liệu mà đã cũ nhưng mà còn sử dụng được thì cũng là tặng để cho các cô giáo trường mầm non, mặc dù tay yếu chân mềm nhưng mà cũng đã giúp cho gia đình những cái việc đơn giản nhất mà nhẹ nhàng mà các cô có thể thực hiện. Cảm ơn ban ngành cấp trên, mái ấm công đoàn đã hỗ trợ một cái nhà, rất cảm ơn. Là cảm ơn lãnh đạo cấp trên cũng như là cấp dưới đã quan tâm cho gia đình em đó có một ngôi nhà rất chi là hạnh phúc, rất chi là ấm. Sau gần 5 tháng xây dựng, các nhà mới kiên cố rộng rãi đã hoàn thành với kinh phí xây dựng hơn 100 triệu đồng. Đây là niềm hạnh phúc và là niềm động viên rất lớn giúp gia đình anh Sao sớm ổn định cuộc sống và an tâm công tác. Chuyên mục công đoàn của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.